Ủa, thổm quá Bill. Ồ, con to to không à? Đây, wow, con thịt của nó này. Con này rất là to luôn. Ờ, ở đây em có gặp được một con gì cầu xanh này cả nhà. Ồ, nó ăn rìa ngoài cái xô em ý. Ồ, lên luôn nè, lên luôn nè. Rút tay về cái nó thiều lên luôn. Hi. Ngày mới em xanh mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Hiện tại em và bé Thắm đang trên đường đi ra biển để săn bắt hải sản cả nhà. Bây giờ cũng khoảng 8 giờ sáng thôi. Nước biển thì nó đang cạn ra rất là nhiều luôn. Phía xe xe kia là biển rồi. Đây là bé Thắm. Bé Thắm cũng có trong những video trước rồi cả nhà. Em có đem theo một cái xô với một cái xiển. Giờ có đem theo hờ lưỡi câu nữa. Lưỡi câu để nhiều khi có gặp hang tôm tít mà nó có sạn á cả nhà, thì mình sẽ câu thử nó có được hay không, chứ tại vì nó có sạn thì mình đều rất là khó nha. Em vừa bắt được một con sọt mít với lại một con sò đỏ. Ở đây em có gặp một hang phi nè cả nhà. Nó có hai cái lỗ tròn này. Hai cái lỗ này là hai lỗ thở của nó nha. Đây, wow, con thịt của nó này. Con này rất là to luôn. Ờ, sò phi. Được ba con này. Ở đây em có gặp được một con gì cầu xanh này cả nhà. Ồ. Baby. Đây nè. Bị Thắm bắt được hai con sò mồng cả nhà. Sò ngọt. Ồ, to chưa? Loại này chắc khoảng được 70-80 ngàn một ký á. Ở đây em lại gặp được hai con sọt mít với lại một mánh sò mồng này cả nhà. Sò ngọt nè. Đây. Chỗ của em còn gọi là con sò mồng nha. Này bắt được hai con này con thứ ba rồi. Bí ơi. Ồ. Những con này mùa này chắc lắm. Sò mít. Ờ. À. Đây, này bắt được hai con cả nhà. Con thứ ba rồi. Đi em. Đây hình như ốc mít nữa sao à? À, ốc mít á. Ồ, chỗ này rất là nhiều sò mít luôn cả nhà. Đi đi, gỡ cái cục rong đi em. Ồ. Ồ, từ từ. Ồ, lại được một con sò mồng nữa này. Ồ, từ 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 đi ơi. Ai. Ồ. Ờ, được một con sò mồng với gì cô hả? Bị Thắm bắt được một con gì cô xanh nữa này cả nhà. Ờ, quá trời hải sản luôn. Được biết em nhổ mấy cái chùm rong kìa. Ô, được bốn con luôn cả nhà, bốn con sò mồng luôn, quế là để luôn. Ở đây sò mồng nhiều lắm. Ờ. Lại được một con sò mồng nữa này, với lại cái sò mít nữa cả nhà. Đây này. Bí ơi. Nè. Ồ, con to to không à? Ồ, nãy giờ bắt rất là nhiều luôn. Mấy con rồi đây?
5 con sà mông rồi. Rất là to luôn. Em múc một tí nước rồi em tráng tráng đổ biết. Đây là một con sọt mít hả? Dạ, một con nữa thôi. Ồ. Ồ, bị thắm là bắt được một con nữa cái nha. Ồ. Ồ, ồ. Đứt tay rồi. Nè bỏ vô biết. Ôi con thứ 6 luôn. Để dữ à. Phải biết. Được 3 4 5 6 con luôn cả nhà. Để vô. Đi. Con gì vậy? Ô. Bắt được một cặp nữa. Wow, quá đẻ luôn. Wow, bữa nay sò mồng nhiều. Nổi rất là nhiều luôn cả nhà. Sò mồng với ốc mít. Được 8 con rồi. Nó thuộc ở trong cái gì nè hả? Hãy mình dặm con cấn lại nó biết không? Ồ, ốc mít nữa này. Ôi chảy máu rồi. To chưa? Đi dặm hay là thấy à? Thấy. Một cây nó cây gì nước có kèm vô chưa? Nó ăn xuống đi. Coi thử nó có lên hàng thứ hai nha nghe. Xích 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 lùi đi. Ô vô cầm được cái đầu nó chưa? Rồi vô vô. Lên 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 lên. Lên được được rồi. Nó mới vừa sập hang thứ hai luôn đúng không? Này. Đó. Wow. Con đầu tiên. Ồ, được một con tôm tích đầu tiên cả nhà. Tại vì bây giờ nước nó cạn khô róc luôn rồi, tụi em ra đào tôm tích nha. Đây là một hang tôm tích nè. Thấy nó dùng cái đất mỏng của nó lên bên trên đó cả nhà. Để em mà. Đây nè. Đó. Ok, cái hang này chắc bằng cái hang vừa rồi em đào á. Cảm ơn. Em coi thử nó có gì chỗ nào á. Ồ, con biển con bự chứ không? Nó ăn vô kia sao biết. Xuống á. Rồi, 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 rồi. Rất là nhanh luôn, tại vì con này nó nằm ở bên trên đó cả nhà. Đây. Con thứ hai. Quá là nhanh gọn, được 2 con. Bữa nay bắt một xô luôn nha biết. Nay nước rất là cạn luôn cả nhà. Hôm nay là con nước đúng con nước luôn nha. Hả? Cái dòng nó to lắm hả? Ồ, đúng rồi. Đây nè cả nhà. Thấy chưa? Màu cát như thế này nhưng mà khi mà gặp được cái hang tôm tích là kia nó đóng cái cát vàng nè. Không biết nó nhẽ cái gì ra mà nó làm một cái màu cát khác nha. Cầm đi, để anh dẹp ra. Đó. Ồ, con này cũng trung trung thôi. Ồ, nó khô này.
vàng luôn. Nó bốc cái xíu. Vô rồi. Ô mới chụp. Ô nó ăn xuống lại biết biết. Rồi 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 rồi. Những cái con tôm tít em bắt sâu thì những cái con đó nó chưa có bị được bỉ càn nha cả nhà. Rồi con thứ B. Rồi xách đi. Còn phía đằng kia còn chưa có lắm. Ờ. Ồ nó lại dung két nữa này. Y hệt than ai vừa rồi luôn cả nhà. Này, hang này cũng chắc cũng bằng hang vừa rồi. Hình như nó ăn vô. Quế là nhanh luôn. Được chưa? Được. Con thứ tư rồi. Đây, ngồi hai cái này ra ở sau đuôi của nó còn những cái này bén lắm cả nhà. Đó. Đúng rồi, hai cái đá. Đâm sâu lắm. Con thứ tư rồi. Đi. Mình thấm gặp được hai hang rồi ở đây. Hai hang. Tít lên đây. Dường như hang tôm tít sao cả nha. Nó bị hẫm xuống luôn nha. Đúng rồi nè. Nó hẫm xuống luôn hả? Khô, ở đây két nó khô. Không có nước luôn. Giờ mới tới nước của nó này. Coi thử nó có nằm gần miệng hang bắt cho nhanh chứ. Đèo mạnh một cái là nó thụt luôn á. Ô thụt vô. Ô két nó sụp xuống. Con này cũng hơi nhỏ. Con thứ năm. Nãy giờ chưa gặp cái hang nào mà gọi là siêu to cả nha. Đây được 5 con. Hang tôm tít hả? Một hang nữa mà không biết to hay nhỏ này. Wow. Cái hang này rất là to luôn cả nhà. Nó ăn vô sao biết. Cái hang này đều lên to cực kỳ. Oh.
để nó thụt nữa. Nó ăn lên từ kia biết. Ô, thụt nữa. Cầm được cái đầu của nó mà. Để nó thụt nữa. Ô, đụng đầu hoài luôn. Nó ăn rìa hoài cái xô biết. Ô, lên luôn nè, lên luôn nè. Rút tay về cái nó thiêu lên luôn. Con thứ 6 rồi hả? À, con thứ 6 rồi. Con thứ 6 rồi. Đi bị đi, hai cái càng đấy. Bữa nay nó càng lên nổi quét rồi trong tiết luôn cả nha. Mới ra ngoài những cái cồn đây mà bắt được 6 con rồi. Mình để cho. Tí mình thay miếng nước cho nó trong trong nước xuống đi. Ôi, đi thắm lại gặp hang nữa cái nha. Mới vừa đèo cái hang kế bên luôn. Mới chơi tôm tít luôn. Wow. Vô trong kia là gặp ổ á, sao không? Để ngồi này nha, tôm tít. Sụp két nè. Coi thử nó có lên hang thứ hai nha Bi. Tại cái hang này nó ăn chứ. Dễ lên hang thứ hai lắm. Ô, lên luôn. Ê. Quét đẻ luôn. Mấy con rồi đây? 7 con hả? Con này con thứ 7 á. Con thứ 7 rồi. Đó, những con mà em bắt sâu là đều phải bị hai cái càng như thế cả nha. Wow, quế đẻ luôn. Quế là đẻ luôn. 7 con. Tắm một cái vô nó mát luôn. Ồ, ở đây em lại đẹp được một con sò mồng nữa cả nha. To lắm hả? Đem ra đây. Ồ, đi thắm bắt được một con gì xanh nữa kìa nha. Ồ, nó kịp cái chân này cái. Ồ, con này vàng luôn à. Anh, xì cái gàng đi. Ồ, coi 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 đừng có cửa hung, nó kịp mấy con tôm tít là nó ớp á. Quê những cái cồn bên kia. Hiện tại bây giờ nước nó cũng đang lớn vô cả nha. Nước nó muốn lên rồi. Để em tranh thủ bắt về lại. Ô bò. Hiện tại đã vô tới bến rồi cả nha. Rửa sơ lại. Những con ghẹ này còn rất là lanh luôn. Con này đông rồng luôn nè. Hai con ghẹ. Ồ, nãy nhớ bắt tới bê bốn con gì mà đây. Ồ, nó vui nè. Ồ, ồ, ồ. Bê con. Vui đâu mất hết con nữa rồi. Tâm tích được 2 con, 3 con, 4, 5, 6, 7 con tâm tích. Với lại B con sò mồng 6, 9 con, được 9 con sò mồng. Sò phi
ốc mít, bữa nay ốc mít rất là nhiều luôn cả nha. Con ghẹ nó vùi nằm dưới đây nè. Bốn con ghẹ với 9 con sò mồng, 7 con tôm tích. Nhiều đây cả nha. Rồi, giờ em sẽ vô để chế biến nha. Hôm nay tụi em sẽ nướng mỡ hành hết luôn cả nha. Những con này mới đều về nó có két nha, nên để làm sạch két hết rồi. Biết lấy đâu đũa khác chăng biết. Ồ, cái này thơm để luôn á. Thùng quá biêu. Rồi, cũng đã chín hết rồi cả nhà. Giờ em cũng mời cả nhà cùng thưởng thức bữa ăn nha. Chín hết rồi. Bỏ cho nó bớt nóng một xíu nè. Wow, là nó thơm. Thơm quá. Sò mồng, em cũng mời cả nhà nha. Em cũng mời cả nhà nha. Thịt con ngọt. Quá ngọt luôn. Để cho những con sò mít này cả nhà. Rồi, em cũng mời cả nhà nha. Nó ngon. Nó muốn cháy luôn. Muốn cháy luôn. Bí làm con sò mồng này ngọt lắm. Ồ, thịt sò phi nè cả nhà, nhìn đẻ chưa, thịt rất là nhiều luôn. Rồi em mời nha. Cảm ơn em. Cảm ơn. Ngon. Ồ, tôm tích rất là thơm. Quá là đẻ. Quá là đẻ.
Nó biếu. Nè, sao sao mỏng chín rồi. Bỏ đây cho nó nguội bớt cho nó nóng. Ồ, nó chín khô luôn. Bỏ những con này vô cho nó chín mà. Wow. Ruột rất là to luôn. Rồi, em mời cả nhà nha. Hút cái cho nó đẻ luôn. Wow, nó thơm quá. Phải thơm. Ngon. Sò mỏng dai ngọt lắm. Thịt dai dai. Rất may là phải nói bữa nay trúng ổ luôn cả nhà. Trúng ổ sò mỏng luôn. Đã quá. Xuống không? Nhức nát mà. Luôn. Mấy này mới nóng lắm á. Chấm nữa rồi. Tôm tích nhỏ mà thịt không cả nha. Rồi, mời cả nhà nha. Ăn cũng tôm tít ra đây. Đi ăn em. Rồi, em cũng mời cả nhà miếng nữa rồi em cũng xin kết thúc video nha. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi hết video của em nha. Giờ em về Bị Thắm cũng chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo mọi người nha. Giờ thì bye bye mọi người. Đẹp quá. Thơm.